giống miền miền Tây ha. Ở đây còn cái cầu tổng, cái này mình ngồi giữa cái hai bên nói chuyện với nhau được nha. Cái này là chúng ta đi ra được phà Rạch Cát Phú Định luôn đó các bác anh chị, nó không có đâu xa đâu, nó nằm gần bên luôn à. Mà tưởng tượng như là mình lạc vô một cái khu nào nó biệt lập lắm của Sài Gòn á. Xuống đây thì có vẻ như càng ngày nó càng vắng, và ở đây còn có những cái con lươn có trồng chuối rất là nhiều, những mảnh đất trồng chuối, gió đưa bụi chuối sau hè. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Nguyễn Văn Linh và cái vị trí này em đang đứng là thuộc khu vực quận 8 cô bác anh chị. Nhưng mà đi qua bên kia phía trước là cầu Cần Giuộc á, thì chúng ta sẽ đi qua Bình Chánh nha. Con đường Nguyễn Văn Linh đó. Bên phải của em ở đây là cái khu dân cư Phú Lợi. Đi vào khu dân cư Phú Lợi rồi chúng ta vô Phạm Thế Hiển, Cấm Đạo Phạm Thế Hiển được luôn ha. Ở đây thì nó có một cái dãy chung cư người ta đã ngừng thi công rất là lâu rồi. Sau lưng của em sẽ đi về Phú Mỹ Hưng, còn phía trước này chúng ta sẽ về quốc lộ 1A và chợ cá Bình Điền, khu chợ đầu mối Bình Điền. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, tràn đầy niềm vui và thật là nhiều sức khỏe. Trời Sài Gòn hôm nay mưa rồi âm u cả ngày như vậy. Dự báo những ngày tới sẽ là những trận mưa rất là to, có thể ngập rồi dông lốc sấm sét. Cô bác anh chị ra đường cũng cẩn thận ha. Quận 8 thì em nhìn trên bản đồ đó, nó được bao quanh rất là nhiều con sông, con rạch thưa cô bác anh chị. Chính vì vậy mà khi đi dọc Nguyễn Văn Linh, cô bác anh chị vẫn thấy rất là nhiều cái ao, hồ, lau sậy, và nó còn rất là nhiều đất trống, những cái khu vắng vắng người ta chưa có xây dựng đó. Hôm nay á, thì em mời cô bác anh chị chúng ta sẽ chạy vào hướng của chợ Bình Điền. Nhưng mà chúng ta sẽ đi về một vài con rạch nó nằm bên trong cái khu nhà của trước chợ Bình Điền mà người ta làm nơi chứa xuống rau củ nông sản buổi sáng đó. Và con đường đó nó có tên là cái rạch Lồng Đèn ha. Thì chúng ta sẽ đi qua cái cầu Cần Giuộc này nè để chúng ta về cái đường đi vào chợ Bình Điền ha. Mời cô bác anh chị cùng lang thang buổi chiều tà với em nha. Bây giờ là 4 giờ 40 phút chiều hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2024. Đây là cầu Cần Giuộc thưa cô bác anh chị. Cái cầu Cần Giuộc này thì nó bắc qua một cái nhánh sông, mà cái nhánh sông này thì đổ bên trái là ra sông Cần Giuộc đi về hướng Long An. Cái nhánh bên phải thì sẽ đổ đi qua kênh Đôi đó. Còn người ta chạy ngược chiều trên cầu, có anh chị thấy không? Quận 8 rồi với lại Bình Chánh nó rất là lộn xộn cô bác anh chị. Muốn xác định quận 8 và Bình Chánh thì đôi khi nó cũng rất là rối. Ví dụ như cái đoạn mà em đang đứng, mà em đang chạy đây thì cứ tưởng là Bình Chánh rồi ha, nhưng mà nó là quận 8. Qua bên kia thì đường Nguyễn Văn Linh lại là Bình Chánh, nhưng mà bên phải vào chợ cá, vào cái chợ Bình Điền thì nó lại là thuộc quận 8 nha. Đó, và khi mà nhìn trên bản đồ thì cô bác anh chị sẽ thấy là quận 8 nó không có cái chiều ngang ra đâu, mà nó có một cái chiều dài tuốt lút từ cái chỗ Rạch Ông Lớn ngay chỗ cầu Rạch Ông á, khu Dương Bá Tràng á, mà chạy dài theo cái Phạm Thế Hiển, nó đi lên trên tuốt Bình Điền này rồi còn lên nữa. Và cái trục chính của nó là đường Phạm Thế Hiển đó các bác anh chị. Đó, một con đường rất là dài ha. Nhưng mà quận 8 nhìn ở trên bản đồ nó như một trái dưa leo á. Nó dài. Nó không có cái chiều rộng ra, không có hình vuông vuông tròn tròn thoi hình gì hết. Nó dài như quả dưa leo á. Đó, cho nên là xác định ranh giới quận 8 với Bình Chánh đôi khi nó còn mệt lắm. Cái hướng mé bên kênh Tàu Hũ, kênh Đôi rồi gì thì nó dễ, chứ còn mà cái máy bên Nguyễn Văn Linh này thì xác định quận 8 nó mệt. Ở đây thì là nó là đang là Bình Chánh này các bác anh chị. Đó, ao hồ rồi cá rồi gì, cây rồi gì còn nhiều lắm. Thôi bây giờ thì em mời cô bác anh chị đi qua cái trạm thu phí một cái là chúng ta có thể quẹo vào cái khu chợ Bình Điền.
ở đây gần chợ Bình Điền thì người ta dựng lều, dựng nhà, dựng tôn tùm lum tạm bợ để người ta bán hàng ha. À, chợ Bình Điền á, thì là sáng người ta cũng bán, sáng thì rất là đông đầu mối mà, còn chiều á, thì là dọc dọc theo các cái vỉa hè ở cái đường đi vô chợ á, thì người ta cũng bán ha. À, nói chung là cô bác anh chị đi buổi sáng thì có nhiều điều rất là thú vị sáng sớm, nhưng mà đi buổi chiều thì nó cũng có những cái điều cũng hay hay. À, ở đây nhà này nuôi nhiều chó ghê á, ôi quá trời chó luôn. Em hay bị mấy con chó rượt lắm, thành ra là đi dọc đường đi quay mà thấy nhổ nào có chó là tự nhiên em sợ còn hơn người á. Không có dám vô. Đây là cái trạm thu phí của các anh chị. Chúng ta sẽ qua trạm thu phí một cái là có ngã tư đèn xanh đèn đỏ là chúng ta quẹo được vô cái khu chợ Bình Điền. Còn đi thẳng thì chúng ta sẽ đi về hướng quốc lộ 1A cao tốc Trung Lương, đường vào cao tốc Trung Lương. Hôm nay đi ra rìa ngoại thành một chút để cô bác anh chị có những cái điều thú vị mới hơn. Ở đây là hủ tiếu, cơm tấm đó, mấy cái này là đa số là tài rồi đó, bắt tài người ta đi xe được dài rồi người ta ghé vô đây người ta ăn, nghỉ ngơi ăn. Còn cây cối, ao hồ, cỏ nhiều quá ha. Đất đai ở đây còn rất là rộng đó các anh chị. Chợ Bình Điền thì em đi cũng mấy lần là rất là lâu rồi, em chưa có đi về buổi sáng sớm. Hôm nào có dịp rảnh đi 4-5 giờ sáng quay cô bác anh chị coi. Còn hôm nay thì đi về cái rạch Lồng Đèn nha, cái đường rạch Lồng Đèn. Chúng ta cùng khám phá xem. Em nhìn trên bản đồ thì em thấy đó, chứ còn mà chưa đi lần nào thôi cô bác anh chị. Nhìn cái bản đồ thì em thấy cái con rạch này, cái con đường này nó sẽ đi ra cái phà rạch cát Bến Lức Phú Định. Không biết là tình hình nó sẽ như thế nào thì mời cô bác anh chị cùng lang thang với em ít phút sắp tới đây nha. Ở đây có đình Tân Kiều hả? Này, em thấy bên tay phải của em ở đây có đình Tân Kiều. Có cái bạn không à, còn cái cổng đi vào chắc là người ta rào luôn rồi, phía sau mảnh đất này chăng. Bình Chánh và Nhà Bè hiện nay là hai cái huyện mà cả quận 8 nữa ha, vì sát Bình Chánh đó là còn đất trống rất là nhiều luôn, mà nó gần Sài Gòn. Như Củ Chi, Cần Giờ thì có mấy anh chị thấy là nó lại xa Sài Gòn ha. Bình Chánh thì rất rộng, nó còn nằm bên mé kia, mé cái mé gì Vĩnh Lộc rồi gì nữa, cũng Bình Chánh nữa đó, nhưng mà bên đó thì xa hơn, còn bên đó thì gần nè. Ở đây người ta bán bánh ủ, lá tre, bánh tét. Đây là cái đường vô chợ Bình Điền, và con đường này nó có tên là đường Quảng Trọng Linh nha cô bác anh chị. Bánh lá tre chiên ngọt, bánh tét đậu mặn đậu ngọt bánh túi. Đây là một cái ngã ba thôi. Bên trái là chúng ta quay ngược đường Nguyễn Văn Linh về lại Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất Tân Thuận. Còn bên tay phải của em thì bắt đầu chúng ta lại vô chợ đầu mối Bình Điền, rồi chúng ta sẽ đi vào Phú Định để thoát qua khỏi cái khu chợ Bình Điền ha. Đó là cái đường duy nhất á. Còn không thì chúng ta phải đi ngược ra lại Nguyễn Văn Linh. Cô bác anh chị đợi đèn đỏ chút xíu nha. Ở đây thì thường á, nếu mà người ta vô chợ Bình Điền á, thì người ta sẽ quẹo luôn khi đang đèn đỏ. Nhưng mà như vậy là công an người ta sẽ phạt đó cô bác anh chị. Người ta đứng ở phía bên phải đó.
phạt. Thì cơ bản là mình quẹo đèn đỏ, mình vượt đèn đỏ rồi. Cho nên là cũng đợi, ráng mà đợi. Rồi, em mời cô bác anh chị vào phải nhé. Ở buổi chiều ở chợ Bình Điền cái này có bác anh chị thì người ta cũng sẽ bán như thế này, các bác anh chị thấy không? Nó vẫn có những cái điều thú vị chứ. Ban ngày khác, ban sáng khác, ban chiều khác chứ. Đó. Người ta bày ra ngoài đường người ta bán như thế này ha. Thì em sẽ đi thẳng cho tới cái cổng vào chợ Bình Điền, rồi em sẽ đi cái mé bên tay phải nha. Ở đây thì các bác anh chị sẽ thấy là nó có hai dãy nhà. Dãy bên trái và cái dãy bên phải. Ở đình Tân Kiều này, cái dãy bên trái á, thì chúng ta sẽ đi cái khu tái định cư Bến Lức Long An gì đó. Đó, còn cái khu bên phải này á thì chúng ta sẽ đi về cái rạch Lồng Đèn. Trước khi về rạch Lồng Đèn thì mời cô bác anh chị nhìn một chút ở cái khu này à, chợ Bình Điền. Ta bán chanh, bán tỏi, ớt, xả đồ này. Rồi có đoạn bán thịt, bán đồ nữa, rất nhiều. Nhưng mà buổi chiều thì em để ý ha, bên phải bán nhiều hơn bên trái này. Bên trái thường thì em thấy vắng. Bên trái em thấy vắng. Đi thẳng tới thì họ có một cái trạm thu phí để cho xe đi đi vô chợ Bình Điền. Thì ngay cái chỗ đó em sẽ quẹo vô khu dân cư à. Thịt nè, chiều tao bán thịt bò rồi ha. Trà nước, trà dâu, tùm lum. Đó, những cái dãy nhà, nhà lô. Rồi tất nhiên là bán cũng có giá. Ở khu này buôn bán nhưng mà cho thuê nhiều ghê luôn á. Bây giờ làm ăn buôn bán nó khó khăn, thành ra người ta cho thuê rồi cũng nhiều. Chứ khu này thì cũng có giá mà, cũng ngon mà. Nó thuộc ở quận 8 đó cô bác anh chị à. Đi thẳng là vô chợ ha. Thì chúng ta sẽ quẹo bên tay phải đi, cho thuê mặt bằng quá trời luôn đấy chứ. Đây này, cái quẹo phải nha. Đây không thấy tên đường. Chiều chiều thì như thế này thôi, nó sẽ vắng hơn á. Còn mà ban ngày thì nó sẽ sáng sớm thì nó sẽ đông hơn. Trong này là người ta gọi là khu dân cư Bình Điền. À, thì em quẹo phải đi. Để coi những cái khu nhà ở đây như thế nào nha. Đó, từ một cái khu nhà như thế này mình đi lang thang có chút xíu nữa xuống dưới xa kia thì nó sẽ ra cái gì. Buổi chiều ở đây nhìn vắng vẻ quá ha. Ban sáng thì đông lúc nhộn nhịp lắm, tại người ta sẽ bắt đầu lên hàng xuống hàng, chứa hàng này đó, chứa hàng để người ta bán chợ rồi đó. Quán cà phê còn chiều thì bắt đầu phải đóng cửa hết trơn. Mây cũng bắt đầu kéo tới ha. Chiều giờ em thấy trời cũng sáng sủa lắm, không có nắng nhưng mà sáng sủa, có vẻ không muốn mưa. Nhưng mà bắt đầu chiều chiều em lại thấy mây kéo tới quá trời. Trong khu dân cư Bình Điền này cũng chó nhiều, nhà ai hầu như cũng nuôi chó à. Phở bò, bún bò, bò kho. Mấy con chó nó cứ đứng, nó nhìn, nó chờ em đi tới. Cảm giác như là nó muốn nhảy ra, nó táp mình vậy đó. Chó quá trời ta. Nhìn ngõ nào cũng thấy chó. Nhà ở đây thì đa số là khá giả ha. Có cái nhà ở đây là khá giả rồi.
Đó này. Bên kia là cái mảnh đất trống mà mình chạy ở ngoài đường hồi nãy là thấy cái đình Tân Kiện đó, có bác anh chị. Đó. Đình em phải không phải xin không phải đình Tân Kiện. Như Tân Kiều gì đó. À, đây này, cái này là đi ra lại đường Quảng Trọng Linh ha, là cái khu vực của hướng đi vô chợ Bình Điền. Ở đây nó có một con kênh đó. Ở bên mảnh đất kia là bên trong đó là cái đình. Đó. Nhà cửa cũng khang trang chứ. Chiều chiều mở nhạc nhảy nhót. Em quẹo qua đây nha. Đây là chỗ rửa xe, sửa xe ha. Và có nhà người ta xây dở dang nè, người ta cũng mở đó luôn nè. Ngộ ha. Không biết chủ nhà này như thế nào, hết tiền hay là không được xây nữa. Chọn quá trời nó đang sủa. Em quẹo xuống đây nha. Quá trời chó luôn. Em mà thấy mấy con chó đứng dọc đường chạy ngang nó là tự nhiên cái ngực nó đánh lô tô. Mẹ qua đây đi. Đây xe tải không ha. Nói chung là người ta nhà ở loanh quanh đây thì chủ yếu người ta sẽ chạy xe tải rồi gì chở hàng cho chợ đầu mối Bình Điền. Đó, nhà cửa thì cũng được. Khang trang khá giả. Mà vắng dữ ha, vòng vòng ở đây thấy chiều thấy rất là vắng vẻ. Rồi em gặp phải nha. Đó thì cũng chạy một cách mấy con đường chính tổng quan của mấy anh chị thấy cuộc sống ở khu dân cư em thấy là khá là lặng lẽ. Buổi sáng thì đông, tại vì buổi sáng em có mấy lần cũng đi lên đây rồi nhưng mà không vô đây, nhưng mà đi một vài khu nhà ở phía trước á mình cũng thấy chợ đầu mối mà sáng sớm thì người ta còn phải buôn bán làm ăn cho nên nó đông. Tuy nhiên chiều thì đây là lần đầu tiên em chạy về mấy cái khu này, thấy có vẻ như là nó cũng lặng im, nghe con tim rối bời. Bên trái em là quay vô cái khu bức tường của chợ Bình Điền rồi. Trời mây giăng lối tùm lum ha, không khéo chưa xong cái clip này thì lại mưa. Đây này. Khu dân cư Bình Điền. Trong này tối buồn, mà nếu mưa nữa thì còn buồn nữa. Ồ, ở đây người ta trồng đu đủ rồi, trái na rồi ha, mít này. Cấm đậu xe, xoài, mít. Có thể là đi theo cái con kênh này là chúng ta sẽ đi xuống cái hướng của cái rạch lồng đèn. Đó, hướng này là chúng ta đi xuống rạch lồng đèn. Xuống đây thì có vẻ như càng ngày nó càng vắng. Và ở đây còn có những cái con lươn có trồng chuối rất là nhiều. Những mảnh đất trồng chuối. Gió đưa bụi chuối sau hè. Đó, chuối này. Một cái con lươn ha. Trồng khá là nhiều chuối.
em chạy thẳng hết con đường này rồi quẹo tiếp coi nó đi về đâu. Ở đây người ta còn trồng rau muống, rau lan, rồi ổi, xoài, mít nữa. À, cây mai cái đồ quá trời luôn này có mấy anh chị. Con chó nó nằm trong nhà nó thấy mình nó cũng sủa nữa. À, đây con lươn to ha, con đường thì nhỏ xíu, con lươn bằng hai con đường. Rồi ở đây thì không biết là quẹo phải có được không. Có được, có được. Phải ở đây thì đi về đâu, phải thử nè. Khu dân cư Bình Điền. Đây có phải là cái lạch lồng đèn rồi chưa? Đường này vào phải cũng được, vào trái cũng được. Ồ, không phải. Gạch lồng đèn. Ồ, em thấy ở đây có một cái... có cái cầu. Ôi sao nó kỳ quá. Em quẹo trái coi. Trái là vô hướng của chợ Bình Điền rồi. Bên trong này là container kho bãi được không ạ? Nước nó lên này, có anh chị thấy, nó đâu có rút đâu. Ngay mấy cái lỗ cống mà nước sắp sắp luôn. Đi ngược lại. Đi ngược qua đây nè. Qua đây sẽ qua cái rạch lồng đèn. Đây hả, con đường bên trái của em sẽ quẹo vô rạch lồng đèn. Ồ, con đường nhìn thấy ngộ ha. Đây có các anh chị. Ồ, rồi mời có các anh chị đi nha. Tới đây rồi thì chúng ta chỉ việc đi, tại vì nó chỉ có mỗi con đường này thôi, không có con đường nào thêm đâu. Đây ngộ, phía ngoài này là một khu dân cư, đường xá rộng rãi đẹp đẽ, nhà cửa cao ráo, mấy tầng nhà lô. Vô đây chúng ta sẽ thấy một cái con đường nó rất là cũ. Một cái khu xóm. À, nhà thì ở dưới này. Nhà thì ở dưới này, sâu này xuống dưới. Còn có một cái bức tường đê bao. Ồ, cái nhà này thì mình phải đi qua một cái đường đi vô nhỏ mà người ta có thể là đặt cống phía dưới, người ta làm sàn, nhà sàn. Đây, xóm nhà sàn rạch lồng đèn. Ở đây thì được cái mát. Ồ, còn nhà sàn bên trái của em là nguyên những cái ao hồ rất là rộng lớn. Ồ, ở đây còn cái cầu tủm này có mấy anh chị. Ồ, giống miền Tây ha. Ở đây còn cái cầu tủm. Cái này mình ngồi giữa cái hai bên nói chuyện với nhau được nha. Em nghe đồn và em chưa có đi cầu này bao giờ. À, lần đầu tiên em đi vô đây luôn có mấy anh chị, thấy không? Trời ơi, nhà sàn cầu tủm ngay quận 8 luôn á. Chứ đây là quận 8 đó có mấy anh chị. Oh, hay quá ha. Lần đầu tiên em phát hiện, lần đầu tiên thấy cái như vậy. Bên này có hai ngôi mộ mà nằm ở chính giữa cái ao luôn. Các anh chị sẽ thấy, em zoom lên. Đó là hai cái mộ. Hai.
nằm ở đó. Ồ, không, cái clip này em nghĩ là lần đầu tiên em chạy vô đây em cảm giác này nó rất là lạ lẫm luôn. Đây là rạch lồng đèn nhưng mà em không hiểu sao ở bên tay trái lại không có cái kè xi măng giống như bên này. Không, chạy rất là dễ bị lọt xuống nha. Bên tay phải thì có một cái kè như thế này, mà bên phải thì cũng không có đến nỗi gì là ghê gớm lắm, nhưng bên trái là một cái con mương luôn, rồi cũng sâu quá. À, bên phải đoạn này thì mới thấy, trời ơi, nè, nó giống như vùng quê quá ha. Vùng quê đâu, cũng không phải vùng quê, nó như thế nào nhỉ, một vùng đất hoang sơ luôn á. Chứ vùng quê em bây giờ nó cũng ngon lành lắm rồi. Đó, rạch lồng đèn ha. Ồ, hay. Em thấy cái này có sự khám phá thú vị. Chó nhiều lắm. Ở đây người ta buộc phải nuôi chó, tại vì tối tối rồi này nọ thì sẽ rất là ớn. Ghế quán cà phê. Có chỗ, chỉ có một chỗ đầu vô đó thì người ta làm xóm nhà sàn ha. Còn cái dưới này thì em thấy có nhà sàn nữa, người ta cũng làm đất luôn. Còn có những con đường đi vào nữa chứ. Bên trái của em lại có mấy ngôi mộ. Và ở đây có thêm một cái cầu. Hay quá hả? Có rào lại luôn kìa. Mộ bên trái em thêm ngôi mộ. Ngày xưa thì người ta chôn rồi ở trong đất nhà mình. Đó, các anh chị thấy mà xanh xanh nằm khúc sau cái rặng dừa. Người ta chôn rồi thì ở trong đất của mình á, chứ không có chôn chung một cái nghĩa địa. Trời ơi, ở đây mà gọi là đi nhậu về ha. Tối sao dám đi. Nhiều khi ta quen chứ lạ lạ chạy loạn choạng cái lọt xuống dưới mương. Rạch lồng đèn. Quận 8 nha các anh chị. Trời ơi, lần đầu tiên em mới đi vô cái khu như thế này luôn á. Cái này là chúng ta đi ra được phà rạch cát Phú Định luôn á các bác anh chị. Nó không có đâu xa đâu, nó nằm gần bên luôn à. Mà tưởng tượng như là mình bị lạc vô một cái khu nào nó biệt lập lắm của Sài Gòn á. Em nghĩ đây là cái khu còn sót lại cầu tụm ở Sài Gòn, khu duy nhất quá. Chứ đi cũng nhiều nơi em chưa thấy. Không biết cô bác anh chị có biết chỗ nào có nữa không, chỉ cho em chứ. Wow. Trời ơi, rộng mênh mông luôn cô bác anh chị, nó như một cái khu rừng. Đó, nó rộng, cây cối bao trùm tùm lum ha. Như thế này mà còn ngập. Có chỗ thác nước mênh mông như thế này mà còn ngập. Bởi vì người ta xây, người ta chắn rồi, nó có đổ ra được đây nữa đâu. Ngay cả những cái nhà mà người ta lấp lại, người ta làm cái đường đi vô khu chỗ mình ở trên sông, em thấy người ta cũng đâu có đặt cống to đâu. Nhiều chỗ người ta còn lấp luôn. Chỗ này nhiều khi bên dưới đâu có thấy cống ha.
Như khi nó thành nước tù, thật ra nó có thể chạy được mà thành nước tù. Trời ơi, lần đầu tiên. Tối đi ở đây không biết như thế nào, em thấy là hình như là không có đèn đường. Vừa nước này. Không có đèn đường đâu. Ở đây thì không biết là bà con mình ở đây là những người ở đâu tới ha. Ví dụ như miền Tây em có nghĩ, em nghĩ có lẽ là nhiều miền Tây. Đó, rồi có thể người ta có đất ở đây, hoặc là không có đất thì người ta sống tạm ở đây, khi nào người ta giải tỏa tính sau. Rác này các anh chị thấy rác ở dưới quá trời luôn. Và chúng ta thường sẽ đổ rác xuống dưới này. Dưới này em, trong này em không biết là người ta có vô đây lấy rác hay không nha. Cũng không biết. Mà nhìn nó ở trong cái khu xa như thế này, sâu như thế này. Giờ mình đi hướng này ra chợ Bình Điền luôn cũng được này, hoặc là ra bến phà luôn cũng được ha. Nước nó xanh như thế này, không? Nó dơ á. Và thêm một cái cầu. Nước nó rất là xanh. Ta đổ con đường này cũng hay đấy chứ. Cao, rất là cao lên luôn. Đó, ở đây có mấy đứa nhỏ thế này. Và cây dừa đồ nhiều ha. Dừa nước và dừa bình thường nữa. Trời ơi, nó chơi. Nhớ tuổi thơ của mình ghê. Ở đây có đình Rạch Cát đúng không anh chị? Đình Rạch Cát. Đó. Ra chợ Bình Điền thì chắc có lẽ là em cũng không cần quẹo ra này đâu, nhưng mà em sẽ quẹo ra cái hướng phà Rạch Cát Phú Định ha, để cô bác anh chị hình dung được cái đường này nó đi như thế nào. Hay ha, người ta có thể ở len lỏi ở trong mấy cái khu này. Rồi rác nó nổi lên bền trên mặt nước coi. Nói chung là ở đây, ở phía ngoài em thấy nước còn sạch sạch chút xíu, vô trong này thì nước có vẻ dơ. Hôi dơ. Em nghĩ chắc người ta cũng đi lấy rác chứ. Ở đây nè, ở đây là cái đường mà chúng ta sẽ quẹo trái là đi ra chợ Bình Điền. Thì cái đường này thì em có đi rồi, còn cái đường này thì em chưa có đi. Đó, đây là chùa Ông Quang Thánh Đế, Quang Thánh, có cái đường đi vào chùa Ông Quang Thánh. Đó, thì bây giờ hướng này là chúng ta sẽ quẹo ra phà nha. Hướng này là ra phà, là qua bên chợ lớn. Đó, thôi thì em sẽ dừng các clip ở đây luôn ha. Đó, phà thì đang xuống phà đó. Người ta đang xuống phà, đang chờ phà. Rồi, hẹn cô bác anh chị và các bạn.
ở các clip sau nha. Một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, tràn đầy niềm vui, sức khỏe, không bao nhiêu tiền. Phà này có bên kia thì mình qua bên cái hướng Phú Định, bến Phú Định. Lên. Rồi, sắp mưa rồi.